Dạ vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Toyota Vios sản xuất 2011 phiên bản số sàn máy 1.5. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 305 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Đấy, địa chỉ của em ở 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em mới chuyển về địa chỉ mới anh em nhé. Đấy, anh em là đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em để được trải nghiệm về những mẫu xe đang có tại cửa hàng. Đấy, chiếc Toyota Vios sản xuất 2011 bản NSE, trang bị 4 bánh Nanolux, phanh ABS 4 bánh, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cột xòe bản đủ anh em nhé. Chiếc này mang biển số 15A 04081. Và sau đây em sẽ quay qua phần tân vỏ cho các bác được xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe màu đen. Đấy, rất sáng bóng chặt chẽ này. Đấy, dàn đồn lốp của nó còn khá là ok anh em nhé. Đấy, dàn đồn lốp của xe này. Đấy, còn đạt đến 90% anh em này. Đấy, phần cua lốp này, cua lốp thì không hề mục mọt này. Đấy, một mẫu xe Toyota Vios lồi đồng cuối đá này. Đấy, bản EA xịn anh em ạ, bản đủ. Chiếc này là bản đủ, không phải là bản mô lưng đâu anh em nhé. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 305 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Đấy, sơn xi khá ok. Đấy, hai cụm đèn phanh rất sáng bóng đều nhau anh em nhé. Đấy, mang biển số 15A biển số Hải Phòng. Đấy, và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Gầm này chắc lịch này. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Đấy, tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, còn bản sedan hai đầu anh em nhé. Đấy, xe rất cứng xe. Trang bị 4 bánh Nanolux, phanh ABS 4 bánh. Đấy, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cột xe. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, nội thất thì khá là ok, rất sạch sẽ sang bóng này. Đấy, nội thất của xe này. Còn đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ này. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ. Đây đẹp thế nhỉ. Đây là phần bậc lên xuống này. Đấy, bậc lên xuống này. Đấy, đây là những cái đinh bấm giằng giật của xe này. Đấy, đinh bấm giằng giật của xe này. Nguyên bản theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Đấy, không đâm va, không ngập nước. Đấy. Còn đây là phần keo chỉ của xe này. Keo chỉ nguyên bản theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Đấy, không mất đến một phân nào này. Mình cam kết anh em chiếc xe không đâm va, không ngập nước. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok anh em nhé. Vâng, đây là phần ghế da đằng trước này. Đấy, ghế da trước này. Đầu Toyota nguyên bản theo xe này. Trang bị hai túi khí anh em nhé, một cho người lái với một người ngồi bên phụ này. Đấy, nội thất thì rất tươi. Đấy, đây là phần bậc lên xuống này. Đấy, đây là những cái cột kèo đinh bấm của xe này. Đấy, cột kèo đinh bấm của xe này. Đấy, nguyên bản anh em nhé, không đâm va, không ngập nước. Keo chỉ zin cả xe. Anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng và chạy. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Còn đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ này. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ.
Rồi, đây là phần hốc bản lề này. Rồi, hốc bản lề này. Đây là phần keo chỉ của xe này. Keo chỉ nguyên bản theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cơi đá. Đăng kiểm của nó có đến tháng 5 năm 2020 này. Đấy, đăng kiểm dài miên man anh em nhé. Đấy, dàn bốn lốp của nó là khá ok này. Còn đạt đến 90% anh em này. Đấy, phần cua lốp thì không hề mù mọt này. Trang bị 4 bánh đa năng đúc, phanh ABS 4 bánh bản đủ anh em nhé. Phiên bản số sàn máy 1.5, 100 cây trước đây tầm độ 6 lít xăng anh em nhé. Mang biển số Hải Phòng. Đấy, hai cụm đèn pha rất sáng bóng đều nhau này. Dạ vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên lái này. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái anh em nhé. Xin lỗi anh em. Đấy, bật lên xuống này. Còn đây là phần keo chỉ của xe này. Keo chỉ nguyên bản anh em này. Đấy, keo chỉ nguyên bản keo xe, không đâm va, không ngập nước. Trần 3D anh em nhé. Đấy, chủ trước người ta đã độ lên trần 3D này. Đấy, đây là phần đinh bấm giằng giật của xe này. Đấy, đinh bấm giằng giật của xe này. Đấy là phần đinh bấm này. Dạ vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên lái này. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Đấy, gương kính cụp xe. Đấy, đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ không mất đến một phân anh em nhé. Và sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe này. Đấy, bản sedan hai đầu thì cốp rất rộng rãi anh em nhé. Đấy, cốp rất rộng rãi đấy. Đấy, đây là phần lắp cốp này. Đấy, đây là phần keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ nguyên bản đây nhé, không mất đến một phân này. Toyota Vios sản xuất 2011. Tên tư nhân anh em nhé. Vâng, đây là phần lốp số cua này. Đấy, lốp số cua đầy đủ luôn anh em, nó kích lốp này. Trong này. Còn đây là sàn xe này. Đấy, sàn xe khá đẹp luôn, không hề mục mọt này. Đấy, hai bên sàn này. Đấy, vẫn còn đinh bấm nguyên bản theo nhà máy sản xuất này. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này.
này, bô lăng 3 chấu này, trang bị 2 túi khí này, một cho người lái với một người ngồi bên phụ anh em nhé. Đấy, đây là phần hộp đựng đồ này. Đấy, đầu Toyota nguyên bản theo xe này. Đấy, quả số này, phanh tay này. Đấy, đây là bệ tì tay này. Đây là phần đèn trần này. Đấy. Đây là chắn nắng này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ này. Mở lên có gương trang điểm này. Đấy, đây là gương chiếu hậu này. Đấy, trần 3D anh em nhé. Đấy, trần 3D này. Đấy, đây là phần đèn trần phía sau này. Đấy. Và sau đây em sẽ lổ máy lên cho các bác xem này. Rất tươi anh em nhé. Đây bảo Linh đưa chìa khóa vay ớt đây. Nhanh lên. Đấy, đây là phần táp lô này. Đấy, táp lô này. Đấy, điều hòa này. Vâng, máy nó lổ anh em nhé. Máy lổ rất êm này. Mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì anh em nhé. Âm thanh thì vũ trường này. Đấy, âm thanh vũ trường. Đây là phần gương cụp xe này. Điện này. Đấy, hoạt động rất trơn tru anh em nhé. Đấy. Đây phần kính lên xuống này. Là chỉ xuống được chứ không lên được anh em. Đấy, mai mình sẽ cho đi sửa luôn này. Đấy, xuống được chứ không lên được, đang bị kẹt anh em nhé. Đấy, phần xi nhan này. Phun nước gạt mưa này. Đấy, hoạt động rất trơn tru. Cắm đóng điều hòa này. Đấy, điều hòa cực mát luôn này. Điều hòa cực mát luôn anh em nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem. Đấy, bao khách đây,
Dạ vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Vios sản xuất 2011 phiên bản số sàn máy 1.5 bản E2 anh em nhé. Đấy, máy nổ rất êm này. Đấy, máy thì cực chất anh em nhé. Những cái đinh bấm rằng giật của xe này. Đấy, vẫn nguyên bản cho nhà máy sản xuất nhé. Đấy, lỗ vẫn tròn này. Đấy, không đâm va, không ngập nước. Keo chỉ zin cả xe. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Máy không hề gì dầu này, nổ rất êm. Đấy, phần tổng quan khoang máy chiếc Toyota Vios sản xuất 2011 anh em nhé. Vâng, đây là phần lắp capo này. Đấy, keo chỉ của xe này. Keo chỉ này, nguyên bản trong nhà máy sản xuất anh em nhé. Lỗ tròn không hề móp méo này. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2011 phiên bản số sàn máy 1.5 bản E. Hiện tại trước lại bên em đang chào bán với giá là 305 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.